In the in the afternoon. in the afternoon every day. I like talking with my friend at the park. In the park, In the park. the The park. park. I like talking with my friend in the park. I like it because it's a relaxing, healthy, and air fresh. The park air fresh. 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 No, Fresh. no. Fresh. 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 Okay, nếu như cái chữ này em tách cái âm đầu ra, âm phờ là Fresh. lăng môi. Fr, fr, Fresh. fr, fresh. 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 À, em bậm môi lại nên nó bị sai á, bị méo cái âm đầu á. Fresh. 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 Yeah, đó, đó, ok, Fresh. 70% nha. Fresh. Yeah, I like it because it's a relaxing, healthy, and it's fresh. And fresh. Yes. And fresh, bỏ chữ y đi. And fresh. And fresh. Yeah. I like reading book. Nhà giả kim. It's about journey to a new land. A New new land. land, a new land. It, yeah. I like reading book. Nhà giả kim. It's about journey to a new land. And great many interesting it experience Experience, experience. Yeah. experience is about journey to the new land and with many interesting Experience, experience experience. experience Tại vì em nói many nên mình nói experience. Says thêm cái âm này. Says experiences. Six. With many interacting Experiences. experiences. Okay. It's about journey to the new land. It's about journey to a new land with many interacting experiences as knowledge. À. Nhà giả kim, the alchemy. Nhà giả kim The Đúng rồi, alchemy, the The alchemy. Alchemy. Yeah. Nếu như cái tên gốc của nó là tiếng Anh thì em nên giữ lại, ok. Mình đừng đừng dịch tiếng Việt nhé. The alchemy. Okay, Okay. so today we're gonna talk about game sports, all right? But before Before that, let's do some structures, all right? Now you are into reading books, right? You are into reading books. I am into music. I like playing music and I play music all the time. My favorite artist is Adele. And how about you? What are you into? I like best playing badminton. I like badminton. I like playing badminton. Playing. Playing Playing. badminton. Yes. Okay. Why do you like it? I like watching movie. Why do you like badminton? Why do you like why do badminton? you like it's relaxing, healthy, and help me taller. Okay, help me develop my height. Help me develop my height. Develop my height.
Develop my height. All right. Ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu với 5 phút từ vựng trước nha. Bây giờ thầy giới thiệu em mình. Khi mình nói về game đó, thì không nhất thiết là em phải biết hết tất cả các loại game đâu. Nhưng mà đây là một số những cái loại phổ biến mà mình nên biết. Đầu tiên mình phát âm cái từ này là game. 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 Đó là E-I. Mình đọc nè. Game. 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 Trò chơi ha. Ví dụ như mình muốn nói là tôi thường chơi game sau giờ học, đúng không? Tiếng Anh mình sẽ nói là I often play games after school. Ok. Cái từ thứ hai mình có là từ gambling. Gambling. Chú ý ở đây nè, nó cũng là chữ A nhưng mà phát âm là chữ E. Game. Gambling. Gambling. Đúng rồi. Đúng rồi, là bài bạc ấy, một cái danh từ nói là bài bạc ấy. Và tiếng Việt của mình thì thường hay nói là gì? Gambling là bác, đúng không? Thì tiếng Anh mình sẽ nói là gambling is the root of poverty. Poverty. All right? Gambling is the root of poverty. Trong đó poverty có nghĩa là sự nghèo túng. Còn the root có nghĩa là gốc rễ. Gambling is the root of poverty. Và cái động từ của từ gambling này nó sẽ là game, gamble, 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 gamble. À, cái này là chơi bài, đánh bài thì mình ăn tiền thì mình gọi là gamble, right? Ví dụ như ông anh tôi suốt ngày gamble, suốt ngày gamble, thì mình sẽ nói tiếng Anh là my brother gamble day in and out. My brother day gamble day in and out. Và thêm một cái nữa, day in and out, đây là suốt ngày. Suốt ngày ở lúc nào cũng là đấy. Một cái loại game khác đó là game, những cái trò chơi mà có bảng thì mình gọi là board game. Bây giờ ha, board game. Sau giờ học chơi một dáng board game gì bằng? Thì mình sẽ nói như sau. Nothing can compare to a board game after class. Nothing can compare to. Có nghĩa là không có gì có thể so sánh được ấy. Giống như cái cách mình nói là còn gì bằng ấy. Thì mình nói tiếng Anh là nothing can compare to a board game after class. Rồi, tiếp theo nữa cũng là về game. Mà cái này nó sẽ tân thời hơn. Nó video game. Video game. Đó là trò chơi điện tử. Tôi thường chơi video game sau giờ học. Tiếng Anh mình sẽ nói là I often play video game after school. Cái cấu trúc của nó không có thay đổi game nha. Mình chỉ thay cái chữ game thành chữ video game mới rồi. Rồi, từ tiếp theo là từ online game. Online, online. Từ online có nghĩa là trực tuyến. Thì trò chơi trực tuyến mình sẽ nói là online game. Online game gây nghiện đó nha. Thì gây nghiện tiếng Anh mình sẽ nói như sau. Addictive. Addictive. Online game. Online game can be can. Alright. Tiếp theo là từ arcade game. Arcade game. À, nghe lạ nhưng mà không lạ nha. Yeah, hồi nhỏ mình hay vào trong siêu thị á, mình chơi những cái game này. Nó gọi là những cái game điện tử. À, arcade game. Arcade game. À, cứ ra chơi là bạn tôi ra thẳng arcade game. Alright, thì mình sẽ nói là whenever the time comes, we head to the arcade game. We have to the arcade game. Have to là ra thẳng á. Rồi tiếp theo mình có ball game là trận banh. Nó cũng có cái từ game à, nhưng mà cái này là thuộc về thể thao nhiều hơn. Ball game, một cái trận banh, một cái trận bóng nào đó. Ball game. Ví dụ cuối tuần đem ball game với người yêu tôi thì còn gì? Thì mình nói là nothing can compare to watching a ball game with girlfriend at the weekends. Một lần nữa mình lại dùng cái cấu trúc gì đây? Nothing can compare to. Nothing can compare to. Tiếp theo là từ team sports. Team sports là về thể thao nha. Team sports là những cái môn thể thao. Alright. Ví dụ như mình muốn nói là thích team sport nè, đặc biệt là bóng đá, thì mình tiếng Anh mình sẽ nói là I love team sports, especially soccer. Especially nó có nghĩa là đặc biệt là ấy. Especially soccer. Soccer là
Ngoài ra mình còn có bộ môn chơi thể thao dưới nước nữa kìa, đó là water sports. Water sports. Tôi chưa chơi water sports bao giờ, nhưng tôi muốn thử. Thì mình muốn nói là tôi chưa chơi bao giờ, mình sẽ nói là I have never tried. Alright, nhớ cấu trúc nha. I have never tried. I have never tried water sports before, but I would like to try. Nhưng mà tôi muốn thử. But I would like to try. Rồi tiếp theo là water sports. Em theo kiểu không em? Được rồi. Are you with me? Yes. Okay. Now, the next one is indoor sport. Những cái môn thể thao trong nhà. Ví dụ như là bóng bàn hay bowling gì đó thì mình chơi trong nhà đúng không? Indoor sports sẽ hơi chán nếu phải chơi một mình. Alright. Thì mình nói là indoor sports would be a bit boring. Hơi hơi mình sẽ dùng cái từ là a bit. Là hơi chán mình nói là boring. If we have no one playing with us. Nếu mà mình không có ai chơi cùng hết. If we have no one playing with us. Rồi cuối cùng là compact sports. Đó là những môn thể thao đối kháng. Boxing hay là muay thái. Combat sports hơi nguy hiểm. Tôi thích xem hơn là thử. Vậy mình muốn nói tôi thích xem hơn là thử. Tôi nhìn thấy gì vậy? Combat sports are a bit dangerous. I would prefer to watch them rather try them. Rather than try them, right? Rồi, bây giờ mình ứng dụng vào linear thinking. Mình nói về game and sports. Bây giờ anh có một cái câu này. What are you doing in your free time? What are you doing in your free time? Bây giờ em muốn em mời em ha. Em hỏi anh cái câu này. Trả lời cho em nghe. Mình làm ví dụ nè. What are you doing in your free time? Rồi, ok. Giờ nắm ngón tay lên khi anh nói là đếm đếm nha. Đếm ý nha. What are you doing in your free time? I'm really into games such as Genshin Impact. I think it is very interesting. I often play this game at the weekends. Of course, I can play it when I'm working. Ok. Lại lần nữa nha. Lại lần nữa nha. Đầu tiên là gì? Mình nói về cái game và cái sport mà mình thích. Tại vì cái câu hỏi này là em đang hỏi là bạn thích làm gì vào thời gian rảnh đúng không? Thì đầu tiên mình nói phải nói về cái game, cái sport nào đó mà anh thích. Thì nói, thì anh nói dùng mẫu câu trước đó mình đã học rồi. I'm into games such as Genshin Impact. Such as hồi nãy cũng mới học rồi đúng không? Genshin Impact là mình nói về cái tên nó trước. Thứ hai mình sẽ nêu cái quan điểm của mình về cái game đó. Giống như là mình nói tại sao mình thích cái game đó vậy đó. Thì những cái từ chỉ quan điểm thì em có thể nhìn ở hay không trên cái hộp anh để ở bên góc bên phải nè. Thì em nói là I think it is interesting. Rồi tiếp theo là mình thường hay chơi nó lúc nào đúng không? Mình thường hay chơi nó lúc nào thì anh sẽ nói I often cái mẫu câu của mình là I often play it at the weekend. I often play it at the weekends. Alright. Và có thể thêm ý nữa là nói riêng thì đi khi đang làm việc thì đâu có chơi được. Mình nói, of course, I can't play it when I'm working. Right? Rồi, một cái tư duy tiến tính nè, mình nói nè, tôi thích cái món này. Rồi, bởi vì tôi nghĩ cái ý kiến của mình, rồi xong những cái việc mình hay làm, khi nào, ở đâu. Và nếu thêm ý được thì, ok. Rồi, now. Can you try? Do you speak again? Dễ lắm, bây giờ nè. Nói tiếng Anh dễ như đếm 1, 2, 3 vậy đó. Khi nói cứ đếm 1, 2, 3 vậy nè. Là xong ha, bây giờ nè. Lại lần cuối nha, rồi anh mời em. What are you doing in your free time? Well, I'm into games such as Genshin Impact. I think it's really interesting. I often play it at the weekend. And of course, I can play it when I'm working. And you? What are you doing in your free time? I'm into games such as badminton. I think it's healthy and I think it's healthy. I often play it in the afternoon. Of course. I can play it when I work. When I'm working.
Ok, như thế này nha. Cái em sửa lại cho anh là I'm into sport chứ không phải là game. I'm into sport chứ không phải là game. All right, tại vì em nói badminton mà. Ok. Ok, được chưa? Rồi, tất cả những cái câu hỏi về hobbies, về sport, về game nó sẽ có một cái tướng tính giống như thế này. All right. Bây giờ mình đi tiếp ha. Nói tiếng Anh dễ như đếm 1, 2, 3 vậy. All right. Let's go. Bây giờ anh muốn em xem cái này. Em xem cái này ha. Và đây coi coi những người bản xứ khi mà người ta nói về cái sở thích của người ta nói như thế nào nha. You ready? Yes, I'm ready. Đợi một tí anh mở nó ở một cái trang khác. Rồi kiểm tra rồi ok. Rồi ok. I like playing music and going to concerts in my free. I like playing music and going to concerts in my free time. This weekend, I'm going to a bar in North London to see my friend's band. What do you like doing in your free time? I like to keep fit. I like to be very active. I like to do a lot of sports. I also like to see a lot of friends. I like to go to the theatre. I like to go and see plays. I like to read books about crime novels, for example, and I like to go running. And obviously I can't run when I am at work, so in the free time I like to do some exercise. I have two small children, so I don't have much free time. But seeing friends is one of my great pleasures. I like coming up here to London to see galleries and theatre and things like that. I like eating and drinking a lot, sometimes in restaurants and sometimes either having a friend around for that or going to other people's houses. I enjoy jazz. So quite like having friends around to listen to some jazz or go out to a jazz club. I love to do many things in my free time. I love to read. I love to study different things. I'm studying oil painting and different languages now. I enjoy reading, enjoy playing the guitar. I also enjoy creative writing and watching films. What are you going to do this weekend? This weekend there's a large camping trip of all my son's school friends, and we're all going off camping, which is going to be very interesting. This weekend I'm going to run a half marathon in Nottingham for the Robin Hood Festival and raising money for a charity. I'm going to relax as much as possible after quite a hard week and quite a stressful week, so I'm going to possibly watch a film and do very little. This weekend, I am going to try to relax a little. I just completed a long trip. This weekend, I'm going to take my son to football. He plays in a local football team. This weekend, I am going to see some friends on Saturday night and have dinner at their house. And then I'm going to be welcoming some friends at our house on Sunday night. I have a friend who it's her birthday, and I'm going to go to the birthday party on Saturday, and then on Sunday I'm going to go to a bar. Okay. So, I'd like to ask you some question. All right. Now, first of all, do you play any sports? Do you play any sports? I play badminton. Badminton? Yes. Think. I like to play it at the weekends. I often play it. I think it is
Okay. In the weekend, I play badminton with my friend. I think it's healthy and develop my height. Develop my height. I often play it with my friend in the afternoon. In the afternoon? Yes. Are you a good badminton player? Are you a good badminton player? No good. No, I'm not. No good. No, I'm not. No, I'm not. I often. No, I'm not. I often play badminton in the afternoon. No, I often play badminton, but I'm not good at it. Okay. I often play badminton, but I'm not good. Good, yeah. Are you a member of any sports team? No. Never? No. In the high school, I am a member of club, but now I don't remember. But now I'm not. Are you? I'm not. All right. But now I'm not. Mm-hmm. Are you good at sports? Any sports? Are you good? I'm not good. Are you good? I'm not good. Bad. Do you think people like to play sports because they are good at it? Do you think people like to play sport because they are good at it? Do you think cái chỗ mà do you think không không phải là people play sport thì cũng giống như là I play sport vậy đó, nhưng mà đổi chữ I thành people, right? People play sport là những cái người khác người ta chơi thể thao, right? Because they are good at it là cái cấu trúc hồi nãy anh mới nói rồi, right? Anh chỉ đổi cái chữ I thành chữ they thôi. Because they are good at it, tự vì họ giỏi nên họ mới chơi thể thao. Em có nghĩ cái điều đó là đúng hay không? No. No. I don't think so. I think I play a sport because I want to develop my height, healthy. Want to develop my height. Healthy and relaxing. And because it's healthy and relaxing, right? Yeah. Okay, so do you ever listen to baseball games on the radio? Maybe other games, eh? Soccer. Do you ever listen to soccer on the radio? No. I don't like it. No. So do you ever watch soccer on TV? Sometimes when it's famous. When it's famous, who do you usually watch it with? I don't watch sport, I watch movie. You like to watch film because film is more interesting. Because film is more interesting. Yes, because film more interesting than sport. Okay, yeah. I see. Okay. Do you jog more than once a week? Yes, I jog
working every day. Mm-hmm. You jog every day? Yes. If I jogging every day when it's don't rain. When is sunny? When is sunny? Yes. Uh-huh. Okay. And do you know how to play soccer? Do you know how to play soccer? Yes, I know play soccer, but I don't I don't go best. But I'm not good at it. But I'm not good at it. All right. Okay. Nào thử những cái câu khó hơn tí nha. Bây giờ trình này là anh thấy ok, nhỏ nhỏ nhỏ. Bây giờ thêm lên trình một tí nha. Okay. So, what do you think is the most popular sport in the world? I think soccer. I think soccer. I think I think the more popular sport in the soccer. In the world, the most popular sport is soccer. Soccer. I think the most popular sport in the world is soccer. Okay. Yeah. Because I think when have a soccer, many people are watching it on TV, internet, or Facebook. Talk about it. Yeah, they talk about it whenever it's on TV, right? People talk about it whenever it's on TV. Okay. Let's try to know another one. Okay. What new sports would you like to try? What new sports? Yes, I would like swimming. I don't swim. I would like to try swimming. I would like to try swimming. I don't know how to swim. I don't know how to swim. I would like to try swimming. I don't know swim. How to swim? I don't know how to swim. Đúng rồi, em take note cái cấu trúc này vô nhé. Cái cấu trúc này là know how to. Là biết làm cái gì đấy. Thì mình nói là know how to, ba từ một lần luôn. Know how to. Okay. Rồi, ok. Bữa sau mình sẽ tập về cái chủ đề là weather. Thì anh cần em ở nhà là em chuẩn bị cho anh cái câu trả lời trước ha. Mình chuẩn bị tinh thần mình trả lời những cái câu hỏi này trước nhé. Đây. Bữa sau mình sẽ nói về chủ đề weather, right? Nên là anh cần em chuẩn bị cho anh những cái câu hỏi này trước, coi cái cách mình trả lời sao. Còn cái cấu trúc á, là dùng của ba cái bài trước, hiểu không? Tất cả những cái bài mình học, tất cả những cái cấu trúc đó mình dùng đi dùng lại miết thôi. Nên là em cứ dùng những cái cấu trúc. Right? Mình chỉ cần thay thế một số từ, ví dụ như thay vì em nói là tôi thích thể thao thì em nói là tôi thích mùa hè. Tôi thích mùa đó, mình chỉ cần thay vô là nó ra một chủ đề khác rồi. Ok. Rồi, cái này em chụp lại đi. Mấy cái video này giờ em muốn coi lại thì em coi đâu được anh nhỉ? Có gửi cho em không hay sao ta? Để nói bạn Tiên gửi cho em. Ừ, để nói bạn gửi cho em. Coi. Rồi, xong chưa? Chụp xong chưa? Yeah. All right. Okay. That's it for today, and thank you very much. Hôm nay em nói về cái trình beginner, anh thấy tốt hơn là khi mà nhảy qua cái trình mới A2 ha. Chắc cần phải thêm thời gian nữa. Okay. Nhưng mà ráng giỏi nhanh nhanh đi, anh chỉ cho mấy cái hay hơn. Ha. Goodbye. Thank you. Okay. No problem.